Một tin hấp dẫn đối với những ai đang có nhu cầu tham gia vào ngày mua sắm trực tuyến 2014 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tới đây. Tính đến ngày hôm nay, 28 tháng 11, sự kiện ngày mua sắm trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam đã có sự tham gia của gần 800 doanh nghiệp cùng với 800 chương trình khuyến mãi đa dạng. Ban tổ chức ngày mua sắm trực tuyến 2014 cho biết, cho tới thời điểm này, đã có nhiều ngành hàng đăng ký tham gia như điện tử, thiết bị số, thời trang, nội thất hay quà tặng. Ngày 30 tháng 11 tới, ban tổ chức sẽ chốt lại danh sách các doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ chuyển phát hàng hóa. Ngày mua sắm trực tuyến 2014 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tới. Người tiêu dùng mua hàng trên các trang web đăng ký tham gia chương trình sẽ được miễn cước chuyển phát hàng hóa. Các ưu đãi áp dụng trong ngày mua sắm trực tuyến 2014 sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 5 tháng 12 và chỉ được áp dụng khi người tiêu dùng đặt hàng trực tiếp trên website của doanh nghiệp, không áp dụng với trường hợp gọi điện đặt hàng. Cũng trong các tuần đầu tiên, người tiêu dùng tham gia mua sắm trên trang web www.onlinefriday.vn sẽ có cơ hội nhận hàng chục giải thưởng được trao tặng hàng ngày, thậm chí là hàng giờ. Ban tổ chức cho biết dự kiến có khoảng 50 triệu người tiêu dùng biết đến chương trình và 10 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến.